Vấn đề sống ảo của một bộ phận giới trẻ hiện nay đã và đang làm cho cuộc sống trở nên thụ động, phụ thuộc, gắn cuộc sống của mình với mạng xã hội, nghiện sống ảo, xa rời cuộc sống thật. Vì sao vậy? Ngày nay, thời đại của công nghệ thông tin, nhất là sự phát triển mạnh mẽ của các trang mạng xã hội như Facebook, Zalo, YouTube, giới trẻ bị bủa vây bởi rất nhiều loại thông tin. Do đó, những người tham gia thường xuyên vào các trang mạng xã hội cần phải có kỹ năng xử lý, chắt lọc thông tin. Đối với những người có kỹ năng, kiến thức về cuộc sống, họ sẽ biết cách lựa chọn, tiếp thu những thông tin có ích cho cuộc sống của họ và không ảnh hưởng tới những người xung quanh. Nhưng thực tế, nhiều bạn trẻ khi tham gia các trang mạng xã hội khi chưa đủ kỹ năng và kiến thức về cuộc sống, thậm chí còn mơ hồ với tất cả các thông tin cùng lúc trên nhiều trang mạng xã hội, và một xu hướng dễ nhận thấy là dễ bị thu hút bởi những cái khác lạ, những thông tin giật gân, những cái mà có khi chỉ có trong những câu chuyện cổ tích xa xưa. Điều đó tác động và làm ảnh hưởng không nhỏ đến suy nghĩ hành động của giới trẻ hiện nay. Em thấy nhiều bạn nữ do thiếu hiểu biết mà đã chưa nhận thức được các hành vi nguy hiểm trên mạng xã hội, nên đang dễ dàng bị kẻ xấu lợi dụng và bị lừa bán sang Trung Quốc. Mong sao cho các bạn trẻ cần phải nhận thức được những hành vi nguy hiểm trên mạng để các bạn có thể tránh được những nguy hiểm đó. Khi các bạn có nhận thức đúng và biết sử dụng mạng xã hội một cách hiệu quả thì sẽ tránh được nhiều điều không mong muốn xảy ra. Một hình ảnh rất dễ nhìn thấy và có thể bắt gặp ở bất cứ nơi đâu, đó là một nhóm các bạn trẻ ngồi trong một quán nước hay ghế công viên. Thay vì chơi đùa, hỏi thăm, trò chuyện, chia sẻ với nhau về học tập công việc, thì mỗi người lại dán mắt vào một chiếc điện thoại hay máy tính. Vì vậy, cho dù khoảng cách về không gian là rất gần nhau, nhưng lại rất xa lạ. Không còn sự gắn kết như giới trẻ xưa kia nữa. Và nếu có dành thời gian một chút để trao đổi, trò chuyện thì cũng là những câu chuyện ảo được dung nạp từ mạng xã hội để áp vào cuộc sống hiện tại. Sống ảo trong giới trẻ hiện nay là sống phụ thuộc vào Internet, dựa vào các trang mạng xã hội, luôn có những suy nghĩ và hành động dựa vào những gì nhìn thấy, học được từ các trang mạng xã hội. Có thể thấy sự lạm dụng phụ thuộc quá mức vào Internet và các trang mạng xã hội đã khiến nhiều người mắc chứng bệnh nghiện Facebook, nghiện trò chơi trên mạng, nhìn cuộc sống trở nên tiêu cực, dễ bị kích động, thậm chí bất cần đời, dẫn đến tự tử, để lại những hậu quả đáng tiếc. Sống ảo trong giới trẻ hiện nay khiến cho con người ta vô cảm với những điều diễn ra trước mắt mình. Hiện tượng một bạn học sinh trung học ngang nhiên đánh một bạn khác ngay trong lớp, các bạn khác thay vì can ngăn thì hồn nhiên quay video rồi tung lên mạng. Hay khi nhìn thấy một người gặp tai nạn giao thông, thay vì giúp đỡ, thông tin cho cơ quan chức năng thì lại hồn nhiên đứng quay video rồi tung lên mạng xã hội. Có lẽ cộng đồng mạng vẫn còn nhớ và bàng hoàng về một cô gái 13 tuổi ở một tỉnh phía Nam câu like trên Facebook bằng cách tuyên bố rằng nếu được 1.000 like sẽ châm lửa đốt trường. Sau đó, số like nhanh chóng vượt mức 1.000 và cô đã đốt trường trước sự hô hào cổ vũ của bạn bè. Còn rất nhiều hành động của giới trẻ hiện nay đáng lên án để con người trở về với giá trị thật của cuộc sống. Để giới trẻ hiện nay không quá phụ thuộc vào Internet và các trang mạng xã hội, để sự phát triển của công nghệ thông tin góp phần tích cực vào đời sống xã hội, các bạn trẻ và những người tham gia vào các trang mạng xã hội cần hạn chế thời gian vào các trang mạng xã hội khi không thật sự cần thiết, tích cực tham gia vào các hoạt động sự kiện ngoài trời để được gặp gỡ, trao đổi, trau dồi kỹ năng sống, không ngừng học tập, tích lũy kiến thức về cuộc sống, tinh thông lựa chọn, chắt lọc các thông tin để tiếp thu những kiến thức có ích cho cuộc sống, thường xuyên dành thời gian gặp gỡ bạn bè, người thân để duy trì mối quan hệ gần gũi gắn bó. Đối với các bạn học sinh thì cần phải lựa chọn cho mình những hoạt động sống tích cực và phong phú. Chúng ta làm điều gì thì cũng phải nghĩ đến hậu quả trước tiên. Và chúng ta cần những mối quan hệ thực tế hơn là những mối quan hệ ảo trên mạng vì nó giúp chúng ta trưởng thành và suy nghĩ thấu đáo hơn. Còn đối với tổ chức đoàn thì cần phải tiếp tục tạo ra nhiều sân chơi bổ ích thiết thực và kết hợp phối hợp với gia đình, nhà trường để nâng cao nhận thức cho học sinh. Để học sinh có nhận thức đúng đắn thì sẽ hành động đúng đắn hơn. Với sự năng động nhạy bén của các bạn trẻ hiện nay, nếu sử dụng đúng lúc, đúng cách sẽ đem lại rất nhiều lợi ích, giúp cho sự phát triển nhân cách của con người. Ngược lại, nếu các bạn trẻ sống phụ thuộc vào Internet, mạng xã hội và tự đẩy mình ra xa khỏi cuộc sống thực, thì cái giá phải trả sẽ chính là cuộc sống của bạn.